bất động sản Phan Hảo và Rệ Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng kính chào đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại đường Nguyễn An Ninh, thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Thì từ cái vị trí em đang đứng, từ cách biển tầm chưa đến một cây số nha quý anh chị, gần biển, gần chợ, mình là phía sau khu tái định cư nha. Thì hôm nay em có sản phẩm là mặt tiền đường Nguyễn An Ninh, đường đôi 36m nha quý anh chị. Đây, lô đất mình đây. Ngang là 6m, sâu vô 19. Sâu vô 19m nha quý anh chị. Có 60m thổ cư. Giá chủ bán nhanh là 4 tỷ rưỡi nha. Quý anh chị mà quan tâm, liên hệ liền với em. Bây giờ em sẽ quay ra biển cho quý anh chị xem nha. Đây, đường nhựa thông thoáng hết nha, đường đôi nha. Đây, lô đất mình đây nha quý anh chị. Ngang 6m, sâu 19, 60 thổ cư nha. Giá chốt 4 tỷ rưỡi nha. Quan tâm là gặp trực tiếp chủ nhà làm việc luôn. Bây giờ em sẽ quay ra biển, quay ra tái định cư, quay chợ Long Hải cho quý anh chị xem nha. Dưới bên mình là có quán cái nhà hàng nè, nhà hàng là quán cà phê 369 nè, công ty hải sản đông lạnh là các thứ nè, trường học ủy ban đây các thứ này, đây ra chợ đâu quý anh chị, ra chợ đây nha. Lớn này, cây xăng Petrolimex đây luôn nha quý vị. Còn phía đây là trường học nha, trường học cấp 1, cấp 2 đây nha. Đây là trường mẫu giáo. Nói chung là mình rất gần tất cả cái tiện ích luôn. Ngân hàng đây luôn nha quý vị, ngân hàng Agribank đây quý vị, Agribank nằm đây nha. Đây, đây là trường tiểu Hồng, tiểu học Phước Hải nha quý vị. Và mình trung tâm luôn nha, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Đường này là đường Nguyễn Tất Thành nha quý anh chị. Còn cái đường mặt tiền đất của mình là đường Nguyễn An Ninh, đường đôi 36m nha. Đây là ủy ban này, đây ủy ban thị trấn Phước Hải nha quý anh chị. Chợ Long Hải đây, ở chợ Phước Hải đây. Đây là hướng này về Hồ Tràm này, 78 cộng đồng đây nha, về Hồ Tràm đây, Hồ Tràm Hồ Cốc đây quý anh chị, đây ra biển nè. Biển Phước Hải đây, mặt tiền biển Phước Hải nha quý anh chị, ra biển rất là gần thôi. Rồi quý anh chị nào quan tâm liên hệ liên em nha. Để em quay cái sổ cho quý anh chị xem. Đây cái sổ bên đây cho quý anh chị, thửa đất số là 142, tờ bản đồ 110. Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 117m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 60 thổ cư, còn lại cây lâu năm nha quý anh chị, rất là lâu dài nha. Đây, đường Nguyễn Văn Linh nha quý anh chị. Ngang 6m nè, lại 8 nè, dài 19m. Một cạnh 19m5 nha. Rồi quý anh chị nào mà quan tâm liên hệ liền với em nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị. Sổ này sổ mới luôn nha.